Lên tivi nó không có mở đâu. Lên tivi nó không có mở đâu. Chị Tố đi mở đài nào coi được. Đúng không? Cái này lượng giao thông các đồng chí chặn được. KTV đi. Nói đi mở đài KTV. Đúng là anh là cái này. Đây cũng hòa đó, test chưa nhé. Rồi này thôi, lên tivi là to lắm. Ba lượt trước thì nhắc lại, đề nghị tất cả các lực lượng tham gia diễn tập về vị trí tập kết. Đề nghị tất cả các lực lượng tham gia diễn tập về vị trí tập kết. Ủa sao xe lửa chữa lửa không tao thấy tao chiếc gì? Từ chưa mà. Nghĩa là không cho xe vô trong đường. Tao con tay kia hiếu. Chưa bấm mà quay đâu. Chưa bấm. Chưa. Bị tắt hả? Bấm chưa quay. Quay rồi, đang quay mà. Em quay vô mà. Quay mà. Nó nhảy dây không thấy hả? À. Em cũng nhảy xem thấy được. Mình để cái này á. Tuy nè đó, tuy nè. Tuy nè, tuy. Tuy. Tuy nè. Mà lại tắt rồi à. Tim mổ được hả? Tim mừng hết. Dồn một chỗ cũng được, nhưng mà dồn hết vào sang bên này đi. Hả? Thì hai bị tắt nhau đi, xem. Đâu mày bên này kìa. Thì cái thi gì? Bây giờ tao cho tụi mày thấy cái này chạy thì mày chạy nhá. Rồi. Xin biết kéo ra xin xong chưa? Cái tay con lẹm gì vậy? Thì cái tay lúc này đó con quát xì quát gá nữa. Con lẹm chi vậy? Cháu lắm. Mỹ đó. Tì đi. Cái tì đó, Mỹ đó. Mỹ tì á. Ờ. Ghê chưa,
rồi bắt đầu xi kia nó mới chạy tới đúng không? Mỏ làm gì chu mỏ nhọn vậy hả? Trời thúi quá à. Mà từ hồi như quán à. Thịt liền á. Lâm ơi.
tay để chữa cháy. Như quý vị và các bạn đang thấy, đội chữa cháy cơ sở đã triển khai đội hình để chữa cháy và khống chế đám cháy không cho phát triển sang các khu vực khác. Đội chữa cháy cơ sở đã triển khai 6 lớp bê, 4 lan triển khai từ 4 phòng lớp chữa cháy bất thường của 4 khách sạn là khách sạn An An, Thắng Trung, Thanh Lộc 2 và Hạnh Phú. 2 lan triển khai từ trường nước đầu được trường phú. Bên trong các khách sạn, các nhân viên bảo vệ vẫn tiếp tục hướng dẫn các khách sạn đúng tại đây. Chữa cháy. Trước mắt quý vị đại biểu, người chỉ huy đội